Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình Thời sự tối nay thứ 6 ngày 26 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi của Bộ Khoa học và Công nghệ được triển khai hiệu quả đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. ECB tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều nay, đồng chí Trọng Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Cùng đi có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Tuyên Quang, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Văn Lâm đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho thương binh Hoàng Văn Thúy, xã Tràng Đà và ông Nguyễn Duy Cân, phường Minh Xuân, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn biết ơn và ghi nhớ những công lao đóng góp của các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở luôn quan tâm, dành mọi nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cụ thể chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trầu Văn Lâm tin tưởng với truyền thống cách mạng các đồng chí thương binh bệnh binh người có công với cách mạng sẽ tiếp tục nêu cao gương sáng động viên gia đình con cháu tích cực học tập thi đua lao động sản xuất chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để xây dựng tỉnh tuyên quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện bền vững trong khu vực miền núi phía bắc Sáng nay tại xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham dự chương trình thăm tặng quà Xuân ấm tình người nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình do Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và công ty giao hàng tiết kiệm phối hợp tổ chức. Tại chương trình, các nhà tài trợ đã trao tặng 381 xuất quà cho người cao tuổi, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Ninh Lai và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà đại đoàn kết, tổng giá trị chương trình gần 600 triệu đồng. Đây là việc làm cụ thể thiết thực giúp các gia đình gặp nhiều khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thông qua các hoạt động nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam góp phần làm tốt công tác để nâng đáp nghĩa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Chiều nay, đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao tặng hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ xã Đạo Viện và xã Trung Môn, huyện Đề Sơn đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Phùng Tiến Quân đã trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đồng chí Triệu Thị Nhất, sinh năm 1932, là đảng viên sinh hoạt tại tri bộ thôn 4, đảng bộ xã Đạo Viện, và đồng chí Lê Bách, sinh năm 1930, là đảng viên sinh hoạt tại tri bộ thôn 5, đảng bộ xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. Chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng đợt này. Đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận những cống hiến và sự phấn đấu bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc. Mong muốn với trách nhiệm uy tín của mình, các đồng chí tiếp tục phát huy, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tích cực đóng góp tâm sức trí tuệ và công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại địa phương, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên trẻ noi theo sáng nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương do đồng chí trung tướng lê văn tuyến ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến dân hương tại khu di tích nhà công an trung ương tại xã minh thanh huyện sơn dương cùng đi có các đồng chí đại tá phạm kim đĩnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh nguyễn thế giang tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dân hoa dân hương tại khu di tích nhà công an trung ương, đoàn đã bày tỏ lòng thanh kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tại di tích quan trọng này, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều hội nghị công an toàn quốc được triệu tập đã thảo luận và thông qua nghị quyết, chủ trương, biện pháp quan trọng về bảo vệ an ninh, chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong kháng chiến. Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà 5 gia đình chính sách tại xã Hợp Thành, xã Minh Thanh và thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương. Trung tướng Lê Văn Tuyến đã ân cần hỏi thăm động viên và chúc Tết các gia đình chính sách, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, nêu gương sáng trong lao động và học tập, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ năm 2024 do Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn tổ chức. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao ba nhà máy ấm công đoàn mỗi nhà hỗ trợ 40 triệu đồng và trao 180 xuất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đây là những món quà xuân thiết thực, ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động khi Tết đến xuân về, giúp họ với bớt khó khăn vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, đầm ấm, hạnh phúc. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình Tết xung vầy, huy động nhiều hơn nữa sự tham gia của cộng đồng nhằm tiếp thêm sức mạnh cho đoàn viên, công nhân lao động đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có thêm nghị lực và niềm tin gắn bó xây dựng đơn vị doanh nghiệp phát triển. Đồng thời mong muốn đoàn viên công nhân lao động hăng say lao động sản xuất, không ngừng ra sức học tập nâng cao trình độ, khả năng tiếp cận ứng dụng khoa học và công nghệ và sản xuất kinh doanh. Các chủ doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến công nhân lao động để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Sáng nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác của văn phòng Hansen tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuy Quang. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn công tác thăm và làm việc tại Tuyên Quang. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, thời gian qua tỉnh Tuyên Quang đã thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Đức. Tháng 9 năm 2023, tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo giữa Trường Các Đảng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang với Trung tâm Bồi dưỡng Công nghệ bang Hessen. Đồng thời, tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo từ Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới của Cộng hòa Liên bang Đức và Văn phòng Hessen tại Việt Nam giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế và thế mạnh của tuyên quang đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới tổ chức hỗ trợ đại học thế giới và văn phòng hessen tại việt nam sẽ tiếp tục là cầu nối gắn kết tỉnh tuyên quang với bang hessen nói chung và các nhà tài trợ nói riêng để mang đến những cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực cả hai bên cùng quan tâm như nông lâm nghiệp du lịch lao động việc làm đặc biệt là hỗ trợ tuyên quang phát triển giáo dục và đào tạo, kết nối giữa các trường cao đẳng đại học của Tuyên Quang và bang Hessen trong nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, cải thiện cơ sở vật chất cho các trường học vùng sâu vùng xa, vùng còn khó khăn. Thay mặt đoàn công tác, giáo sư tiến sĩ Wilhelm Bender, chủ tịch hội những người bạn và các tổ chức Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ các trường đại học Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh với đoàn công tác và bày tỏ ấn tượng với sự phát triển, những thành tựu mà Tuyên Quang đạt được trong năm 2023. Ông khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Tuyên Quang trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, kết nối tỉnh với các đối tác phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh và bang Hessen trên nhiều lĩnh vực tiềm năng của hai bên. Chiều nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Năm 2023, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tham mưu tổ chức thành công nhiều chương trình sự kiện lớn của tỉnh, xây dựng sản phẩm du lịch lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, có nhiều điểm mới sáng tạo, chuyên nghiệp mang quy mô cấp quốc gia và từng bước tiến tới thương hiệu quốc tế. Tỉnh đã thu hút trên 2.650.000 lượt khách du lịch, đạt 106% kế hoạch. Doanh thu xã hội đạt trên 3.200 tỷ đồng. Tổ chức thành công các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hoàng Việt Phương nhấn mạnh, ngay từ đầu năm 2024, ngành văn hóa thể thao và du lịch cần có các giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, trong đó thực hiện tốt chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030, các chỉ thị nghị quyết của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người tuyên quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững tham mưu các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch nhân dịp này bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho sở văn hóa thể thao và du lịch tuyên quang tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch cho 29 cá nhân tổng thanh tra chính phủ tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp thanh tra cho hai cá nhân Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng chí Ma Thị Thúy, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chiêm Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán sắp thìn 2024. 150 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phú Bình, Bình Phú, Yên Lập, Ngọc Hội, Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Đây là những phần quà do các vị đại biểu Quốc hội tỉnh huy động từ các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy nhấn mạnh Giá trị quà tuy không lớn, nhưng phần nào đã chia sẻ động viên các gia đình hộ nghèo vơi bớt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là việc làm ý nghĩa của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhằm chung tay với cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các hộ vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm và đủ đầy hơn. Chiều nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt các nội dung thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động tại đơn vị. Tổng nguồn vốn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trên 13%, đạt gần 100% kế hoạch. Tại hội nghị, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã phát động thi đua với chủ đề: "Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm kỷ cương cán bộ người lao động ngân hàng chính sách xã hội" thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, trong đó tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, tích cực giải ngân vốn kịp thời, đúng đối tượng, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục giả soát nhu cầu vay vốn, tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết việc làm, làm nhà ở, xuất khẩu lao động, đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả và huy động tiết kiệm các tổ chức cá nhân. trong phần tiếp theo của chương trình. Đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp thìn năm 2024. Hơn 3.300 em đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi, bảo đảm môi trường, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả nhiều dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi của Bộ Khoa học và Công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, dự án nuôi thỏ New Zealand tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương là một điển hình. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Đại Nam chủ trì thực hiện từ năm 2021. Sau gần 3 năm, từ trên 2.000 con, thỏ bố mẹ đã sinh sản được hơn 36.000 thỏ thương phẩm. Đơn vị đã thu lãi gần 1 tỷ đồng xây dựng được một trang trại chăn nuôi tập trung thỏ sinh sản và hai mô hình chăn nuôi vệ tinh, đồng thời xây dựng kịch bản hướng dẫn kỹ thuật sinh sản và nuôi thương phẩm thỏ New Zealand theo hướng hàng hóa phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh. Đào tạo các kỹ thuật viên, tập huấn cho người dân nắm vững quy trình sinh sản và nuôi thương phẩm. Chúng tôi đã có kế hoạch là trong thời gian tới đây là sẽ triển khai một số mô hình vệ tinh cộng với lại tập huấn cho bà con nông dân để có kiến thức về con thỏ nhiều hơn để phát triển. Thỏ New Zealand là một giống thỏ có nguồn gốc từ Mỹ, có nhiều ưu điểm so với các giống thỏ thông thường như khả năng sinh trưởng phát triển nhanh, có giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng về mặt dược phẩm. Thông qua dự án này đã tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần để mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mô hình này đang được các địa phương tham quan, học tập để nhân rộng. Đối với địa bàn xã Ông Lạc thì, à, thì hiện nay cũng đã có một số cái hộ gia đình người ta đang chăn nuôi nhỏ lẻ và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã tổ chức cho các đồng chí trưởng thôn rồi mời các hộ đã tham gia chăn nuôi đến xuống đến xã Trường Sinh để tham quan rồi học tập kinh nghiệm để trao đổi cái kỹ thuật chăn nuôi. Sau đó thì hình thành từng bước một hình thành cái, cái chuỗi chăn nuôi theo cái mô hình để cho nó đảm bảo đúng cái kỹ thuật và tăng được cái năng suất chất lượng của cái đàn thỏ đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Đây cũng là một cái giải pháp rất quan trọng trong cái việc mà tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn xã Ông Lạc. Tại hội nghị đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án này, hội đồng nghiệm thu đánh giá cao mô hình dự án đã giúp người dân tiếp cận được cách thức chăn nuôi mới, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, đồng thời mở ra hướng đi mới hiệu quả, đáp ứng được các tiêu chí cả về kinh tế và môi trường. Còn tại xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã áp dụng mô hình nuôi cá chép ruộng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Là một trong những hộ nuôi cá chép ruộng đầu tiên, sau khi thu hoạch lúa, anh Hoàng dẫn thêm nước vào ruộng, đắp bờ, mua cá giống về thả. Với diện tích hơn 3 hecta, anh nuôi các loại cá, nhưng chủ yếu là cá chép vì thích nghi với điều kiện sống và phát triển tốt. Hướng đi này tuy không đầu tư lớn về vốn, công sức nhưng lại mang hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng màu, lại cải tạo được đất trồng lúa, tạo nguồn thu cho gia đình. Tôi thả cá năm nay vụ thứ tư ở đây rồi. Thì vào mùa đông thì tôi thả từ khi lúa thu hoạch xong thì tôi bắt đầu đắp đập thả cá, tận dụng được cây lúa từ cánh đồng rơi ra hoặc là những cây cỏ từ cánh đồng ấy thì tôi thả cá thì cá rất là nhanh lớn. Điểm nổi bật của mô hình nuôi cá vụ ba là người dân không phải đầu tư thức ăn cho cá, tận dụng được cỏ, lúa trong ruộng. Hiện địa phương đang thực hiện với diện tích trên 3 hecta mặt nước thả cá, sản lượng đạt hơn 1 tấn trên hecta. Từ thực tiễn đem lại hiệu quả cao, cấp ủy chính quyền địa phương đang xác định đây là một hướng phát triển kinh tế chính để nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Đấy, vừa rồi chúng tôi đã nuôi được 3 năm rồi chúng tôi đã cũng thấy rất có hiệu quả cho cái công tác về nuôi trồng cá vụ ba. Thế vừa qua là chúng tôi cũng thả đến 3 tấn. Đối với sản phẩm cá của chúng tôi thì đang định hướng trong gian tới là thứ nhất là chuỗi sản phẩm liên kết của các hộ gia đình và nếu như mà rộng được và nâng được cao cái sản lượng và năng suất và chất lượng con cá thì chúng tôi sẽ từng bước đề nghị là nâng lên thành sản phẩm ô cốc của địa phương. Sự đa dạng của các mô hình nông nghiệp mới đã giúp bà con nông dân cải thiện được kinh tế, ngay cả trong thời gian nghỉ giữa các mùa vụ. Từ hiệu quả trên, mô hình sẽ được triển khai nhân rộng để nâng cao thu nhập và hướng tới xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương. Với sự cần cù sáng tạo, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn thực hiện các hướng phát triển kinh tế mới và đem lại những hiệu quả tích cực. Phóng sự sau đây phản ánh về một mô hình kinh tế như vậy. Trước thực tế việc chăn nuôi gặp nhiều khó khăn bởi đầu ra và giá bán giảm mạnh, dịch bệnh thu nhập không ổn định, ông Nguyễn Văn Trức, thôn Tân Tiến, xã Triều Yên, huyện Sơn đã tích cực học hỏi để tìm ra hướng đi khác biệt cho gia đình mình. Hơn 3 năm trước, ông quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại và bắt đầu với việc chăn nuôi hươu sao lấy nhung và bán con giống. Vốn bỏ ra ban đầu lớn, do vậy ông chú ý tìm tòi cách chăm sóc để đàn hươu phát triển tốt, đảm bảo chất lượng nhung. Không phụ công sức bỏ ra, đến nay mô hình của gia đình đã mang lại thu nhập khá, có đầu ra tốt số lượng đàn được tăng lên 30 con. Đầu ra của mình thì là mới lúc ban đầu thì nó cũng vẫn còn khó khăn. Thì nó cũng dần dần thì cũng được anh em bạn bè người ta biết đến. Trong thời gian tới thì mình dự định là cũng phát triển tăng đàn lên. Theo ông chức, người chăn nuôi phải đảm bảo được nguồn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, chủ yếu với các loại cỏ tươi xanh, củ quả và xen kẽ các thức ăn có hàm lượng tinh bột. Với trồng trại, ông sử dụng đệm lót sinh học để đảm bảo yếu tố môi trường và giảm đáng kể vi khuẩn gây bệnh cho hương. chăn nuôi bài bản và hiệu quả mô hình của ông trở thành hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người nông dân tại địa phương. thì đối với cái, các mô hình mới này thì xã cũng khuyến khích tuyên truyền vận động nhân dân là thiếu vốn thì uh, chương trình là hỗ trợ vốn sản xuất để cho bà con nhân dân để phát triển về đầu tư về con giống như là trồng trại để bà con nhân dân uh, có cái điều kiện để tăng cái cái, cái 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 mô hình này lên nhiều hơn nữa ngôi nhà khang trang này là thành quả lao động nhiều năm của gia đình ông chức bằng sự chịu khó dám nghĩ dám làm của mình những người nông dân như ông đã và đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới của các địa phương Thực hiện công điện số 09 ngày 24 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong dịp tích nguyên đán giáp thìn 2024 và thời gian tới, công ty xăng dầu tuyên quang đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, trong những ngày trước Tết luôn gia tăng về nhu cầu sử dụng là đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, cùng kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh mặt hàng này. Công ty xăng dầu Tuyên Quang luôn đảm bảo đầy đủ lượng hàng hóa trong toàn bộ hệ thống. Hiện công ty có hơn 40 cửa hàng tại tất cả các huyện thành phố, trung bình mỗi tháng xuất bán gần 6.000 mét khối xăng dầu. Dự báo trước nhu cầu tiêu dùng dịp Tết và thực hiện công điện số 09 ngày 24 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, công ty đã chuẩn bị sẵn nguồn cung, đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi cung ứng đến cái dịp tết này thì là phải sát sao trong việc theo dõi chất lượng hàng hóa cũng như số lượng hàng hóa để đảm bảo cung cấp đầy đủ mặt hàng ra thị trường cho người dân tiêu dùng trong dịp tết này thì dự kiến là sẽ lượng tiêu thụ nó sẽ tăng mạnh. Việc kiểm tra kho hàng bể chứa cũng được công ty thực hiện thường xuyên đảm bảo lượng hàng dự trữ luôn duy trì ở mức gần 3.000 mét khối. Các cửa hàng hoạt động 24 trên 24 giờ đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Công ty cũng xây dựng kế hoạch, sẵn sàng các phương án để phù hợp với thị trường và sự điều hành quản lý giá của cơ quan chức năng. À, cửa hàng thì luôn luôn bố trí người à, túc trực à, 24 trên 24 để đáp ứng đủ nhu cầu mua bán hàng hóa cũng như là à, các vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng. Thì à, cửa hàng luôn luôn có người và trực xuyên tết để đáp ứng đủ nhu cầu của bà con. Thực hiện việc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo cung ứng cho trên thị trường và chúng tôi rất chú trọng cái việc đảm bảo nguồn cung cũng như là tối ưu hóa cái tồn kho để phục vụ cho việc đảm bảo an ninh năng lượng tại cửa hàng xăng dầu số 17 à, thuộc địa bàn à, xã Trung Sơn, một địa phương vùng sâu vùng xa của huyện Yên Sơn. Thì lượng hàng hóa nhập về kho tại đây cũng đã đảm bảo à, cung ứng cho người dân trong suốt thời gian à, trước trong và sau Tết Nguyên đán. Và không chỉ tại cây xăng này mà toàn bộ hệ thống cửa hàng của công ty xăng dầu Tuyên Quang đã đảm bảo đủ nguồn hàng, không bị đứt gãy và đáp ứng nhu cầu của người dân thưa quý vị và các bạn với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương đặc biệt là trong những ngày cận Tết này, nhiều phần quà thiết thực vừa được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang trao đến tận tay những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các điểm trường mầm non trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Nam Yên. Món quà là những chiếc chăn ấm cùng nhiều nhu yếu phẩm đã được trao đến tay cô và trò ở hai điểm trường mầm của xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Đây là những điểm trường có 100% con em đồng bào dân tộc giao theo học, điều kiện kinh tế cũng như giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Những món quà đã tiếp thêm niềm tin, động lực giúp các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, đặc biệt trong những ngày giá rét này. Khi mà nhận được những món quà của phòng cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang ấy, thì chúng tôi rất là xúc động, phấn khởi và vui mừng. Các đồng chí đã tiếp thêm sức, tạo cái động lực cho các con tiếp tục đến trường. Ngoài trao tặng cho các điểm trường mầm non thì hơn 100 chiếc chăn ấm cũng đã được phòng cảnh sát giao thông phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn ở thôn Yên Lập. Trong tiết trời lạnh giá những ngày cuối năm, món quà chứa đựng tình cảm quân dân càng trở nên ý nghĩa hơn muốn quà thể, thể hiện sự ấm áp Tết này tôi cảm thấy vui. Trong cái dịp mà Tết đến xuân về và đặc biệt là trong cái đợt rét đậm rất hại như thế này đối với lại nhân dân các dân tộc ở xã Yên Phú, đặc biệt là các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tạo cho bà con dân có một cái điều kiện đón một xuân mới ấm áp, an lành và hạnh phúc hơn nữa chung tay vì một mùa đông ấm áp là hoạt động thường niên của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông tham gia các hoạt động với nhân dân ở cơ sở dịp trước và sau tết nguyên đán giáp thìn này cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tổ chức các điểm phát nước thay dầu miễn phí cho bà con nhân dân về quê đón tết và trở lại để làm việc hỗ trợ bà con khi có sự cố hỏng xe trên các tuyến đường giao thông cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác qua đó phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, thắt chặt tình quân dân, động viên bà con nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tin trong nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố kết quả kỳ kế thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Kỳ thi này đã được tổ chức vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 vừa qua ở 12 môn thi. Theo kết quả, năm nay cả nước có hơn 3.300 em đoạt giải, tăng hơn 1.000 em so với năm trước. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm nay quy định về số học sinh đoạt giải tăng lên 10% so với năm ngoái nhằm động viên khuyến khích học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện. Theo kế hoạch, tháng 3 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông và các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đối với các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Tỉnh Tuyên Quang có 54 giải, trong đó có một thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2024. Tin Thế Giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày 25 tháng 1 đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất cao kỷ lục 4% và tái khẳng định cam kết chống lạm phát. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp ECB giữ nguyên lãi suất. Tuyên bố của ECB khẳng định, các quyết định về lãi suất của Hội đồng Thống đốc ECB dựa trên đánh giá về triển vọng lạm phát theo triển vọng tích cực của dữ liệu kinh tế và tài chính sắp tới, động lực của lạm phát cơ bản và sức mạnh của chính sách tiền tệ. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết Nền kinh tế khu vực đồng Euro có thể sẽ trì trệ trong quý cuối cùng của năm 2023. Dữ liệu sắp tới tiếp tục báo hiệu sự suy yếu. Tuy nhiên, một số chỉ số khảo sát hướng tới tương lai cho thấy tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục tăng. Bộ Thương mại Mỹ đã công bố GDP của nước này tăng 3,3% trong quý 4 năm 2023 đã hiệu chỉnh theo cơ sở năm. Tốc độ này cao hơn dự báo nhờ tiêu dùng tăng mạnh. Động lực tăng trưởng chính của Mỹ tiêu dùng cá nhân tăng 2,8% trong quý 4 năm 2023. Đầu tư của doanh nghiệp và lĩnh vực bất động sản cũng góp phần giúp kinh tế tăng trưởng vượt dự báo. Chỉ số theo dõi lạm phát lõi cũng tăng 2% quý thứ hai liên tiếp, khớp với mục tiêu của Fed. Tổng cộng cả năm 2023, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 2,5%. Tốc độ này cao hơn năm 2022 với 1,9%. Các số liệu trên đã khép lại một năm kinh tế Mỹ liên tục gây bất ngờ cho các nhà kinh tế học. Trước đó nhiều chuyên gia nổi tiếng đã dự báo Mỹ suy thoái muộn nhất là giữa năm 2023, chủ yếu do quá trình nâng lãi mạnh tay của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo một nghiên cứu mới được công bố, biến đổi khí hậu là thủ phạm chính gây ra hạn hán kỷ lục ở rừng nhiệt đới Amazon. Theo phân tích của nhóm các nhà khoa học quốc tế thuộc World Weather Attribution, tình trạng nóng lên toàn cầu khiến khả năng xảy ra hạn hán ở rừng Amazon tăng gấp 30 lần, dẫn đến nền nhiệt tăng cực cao và góp phần làm giảm lượng mưa. Nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2023. Các nhà khoa học cho biết vào năm 2023, rằng hạn hán xảy ra ở tất cả 9 quốc gia có rừng nhiệt đới Amazon, trong đó có Brazil, Colombia, Venezuela và Peru, và dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn vào năm 2024 sau khi mùa mưa bắt đầu kết thúc vào tháng 5. 60 giây cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 26 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có công văn số 358 về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm. Các sở ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 22 ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài ủy ban nhân dân huyện thành phố tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét và diễn biến thời tiết khắc nghiệt bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân nhất là người cao tuổi trẻ em và người yếu thế tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh nhất là sản xuất nông nghiệp chỉ đạo các phòng chức năng của huyện thành phố theo dõi chặt chẽ cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét, bảo đảm an toàn cho người, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng chống rét dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng. Hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông, vụ xuân phù hợp với điều kiện thời tiết sở y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức hướng dẫn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả bảo đảm an toàn sức khỏe tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than củi để xảy ấm trong phòng kín chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nhất là trong dịp tết nguyên đán Đài khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ, diễn biến thời tiết, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại để cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông truyền tải đến người dân biết và chủ động, tích cực triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với rét đậm, rét hại băng giá. Sở thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tăng cường tần suất và thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống đói rét dịch bệnh cho vật nuôi thủy sản cây trồng đến các cơ quan chức năng và người dân. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Tuyên Quang thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của rét đậm rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết chủ động phòng tránh. Yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành thuộc tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện với ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Hết cầu văn. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm rét hại có thể còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người lao động, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người bị tăng huyết áp, hen xuyến. Chương trình tọa đàm phát sóng vào 20 giờ 40 phút tối nay, chúng tôi xin đề cập tới chủ đề bảo vệ sức khỏe trong thời tiết rét đậm rét hại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để có thêm nhiều thông tin hữu ích giúp chủ động trong phòng bệnh mùa lạnh một cách tốt nhất. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tư Quang cũng xin tập dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.